con mắt Sahara, tàn tích của nền văn minh Atlantis. Với nhiều người, Atlantis chỉ là một bộ phim viễn tưởng với kỹ xảo cực cháy. Nhưng nếu D2T nói cho bạn biết rằng người ta đã tìm ra một nơi có thật trên trái đất, có mô tả cực kỳ giống với Atlantis cổ đại trong nguyên mẫu thì sao? Hãy cùng D2T tìm hiểu nhé! Dành cho những ai chưa biết, Atlantis là một hòn đảo được đề cập trong tác phẩm của nhà triết học Plato người Athens trong thời kỳ cổ điển ở Hy Lạp cổ đại. Người sáng tạo ra trường phái tư tưởng Platon, cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở phương Tây. Theo nguyên mẫu, Atlantis là một hòn đảo được đề cập đến như một phép phúng dụ về sự kiêu ngạo của những quốc gia trong tác phẩm Timaeus và Critias của Platon. Nó là một lục địa lớn với nhiều đảo nhỏ vây quanh. Atlantis là một chủng tộc cao quý và nhiều sức mạnh. Họ đã xây dựng được nền khoa học cực kỳ tiên tiến từ thuở đất đai còn sơ khai. Theo tác phẩm, Atlantis đại diện cho thế lực hải quân đối địch vây hãm Athens thời cổ đại. Atlantis và Athens đối đầu nhau, các trận chiến ác liệt nổ ra. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc khi các vị thần không còn ban ân cho Atlantis nữa và kết cục là Atlantis bị chìm xuống và biến mất. Dù được cho là câu chuyện hư cấu, được đưa ra nhằm ẩn ý cho các tư duy triết học của Plato. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, nhiều người bắt đầu tin rằng đế chế Atlantis là có thật, họ thực sự đã tồn tại. Niềm tin này ngày càng trở nên mạnh mẽ khi có một số bằng chứng được đưa ra. Nổi bật nhất là bí ẩn về con mắt Sahara. Cấu trúc Richard, hay còn gọi là con mắt của Sahara, mắt xanh của châu Phi, nằm ở sa mạc Sahara, gần thị trấn Auden, Cộng hòa Hồi giáo Mauritania. Trong suốt nhiều thập kỷ, con mắt khủng nhất của thế giới là chủ đề nghiên cứu của nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở các nước. Kiến trúc độc lạ này được phát hiện khi các nhà khoa học thực hiện sứ mệnh bay vào vũ trụ và chụp ảnh lại bề mặt trái đất vào năm 1965. Khi nhìn từ trên cao, con mắt của sa mạc Sahara là kết cấu địa chất khổng lồ với nhiều vòng elip đồng tâm được hình thành khoảng 300 triệu năm trước. Theo các nhà khoa học, con mắt của Sahara có đường kính gần 50 km, cấu trúc đặc biệt giống mắt người này có thể nhìn thấy rõ từ không gian. Con mắt của sa mạc Sahara là một trong những đặc điểm địa chất ấn tượng nhất trên toàn thế giới và không khó để hiểu tại sao nó được chọn là một trong 100 di sản địa chất đầu tiên được Liên minh Khoa học Địa chất Quốc tế xác định là nơi có giá trị khoa học cao nhất. Theo như mô tả của Plato từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại, thành phố bí ẩn được tạo thành từ các vòng tròn đồng tâm với 3 phần là nước, 2 phần là đất liền. Thật bất ngờ là con mắt của Sahara có cấu trúc trùng hợp đến khó tin. Nhìn vào hình chụp từ vệ tinh này thì ai cũng có thể thấy được điều đó. Chưa hết, Plato cũng nói rằng cửa thông ra biển của thành phố hướng về phía nam. Đối chiếu với mô tả này từ hình ảnh của vệ tinh thì phần bị khuyết này hoàn toàn tương đồng với mô tả của vị triết gia. Thêm một mô tả trùng khớp nữa là trong tác phẩm của Plato, phía bắc của thành phố Atlantis có một dãy núi lớn ngự trị. Điều trùng hợp là tại phía bắc của cấu trúc Richard cũng có một dãy núi cực kỳ to lớn, tên là Atlas. Và Atlas cũng là tên của vị vua đầu tiên của đế chế cổ đại này. Khi nghiên cứu địa chất và bề mặt của cấu trúc Richard, các nhà khoa học cho rằng nơi đây từng có một lượng nước lớn. Bởi lẽ, theo nguyên mẫu, xứ Atlas là một hải đảo. Tại sao giữa sa mạc khô cằn lại từng tồn tại một đại dương hay hải đảo? Phải chăng sự dịch chuyển địa chất hay sự nâng lên hạ xuống của các mảng kiến tạo đã khiến cho Atlas bị sa mạc vùi lấp? Tất cả những sự trùng khớp đến kinh ngạc và những giả định này đã khiến cho con người một lần nữa rơi vào hoang mang về tiến trình tiến hóa của con người. Liệu tổ tiên của chúng ta có thật sự là loài vượn cổ hay Homo bodiensis? Suy nghĩ của các bạn như thế nào? Bình luận phía dưới cho D2T cùng biết với nhé! Cuối cùng thì nhớ like và theo dõi D2T để gặp lại nhau ở những chủ đề thú vị tiếp theo nha!